Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Chuyên mục an toàn giao thông kỳ này sẽ có những nội dung chính sau. Tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình trong tháng 9 vừa qua. Phóng sự nhiều bất cập trong việc xử lý xe quá khổ quá tải. Quy định của pháp luật về xử phạt người điều khiển xe ô tô thực hiện hành vi vi phạm về vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng theo Nghị định 171/2013 của Chính phủ. Mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi. Trước hết, chúng tôi sẽ điểm qua tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình trong tháng 9 vừa qua. Tháng 9 năm 2014, cùng với cả nước, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn của dân tộc, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng cao. Vì vậy, tình hình trật tự an toàn giao thông diễn biến phức tạp. Mặc dù lực lượng chức năng đã tăng cường các mặt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nhưng tai nạn giao thông vẫn xảy ra ở mức độ cao. Toàn tỉnh đã xảy ra 29 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 14 người, bị thương 20 người, thiệt hại tài sản trên 80 triệu đồng. So với tháng 8, tăng 9 vụ, tăng 6 người chết, không tăng, không giảm số người bị thương. Trong đó, số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng có chiều hướng gia tăng. Trong tháng 9, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã phát hiện và lập biên bản vi phạm trên 2.700 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, chủ yếu với các lỗi chạy quá tốc độ, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, chở hàng vượt quá trọng tải thiết kế, tự ý thay đổi kích thước thành thùng xe. Lực lượng chức năng đã tạm giữ 624 phương tiện, gồm 55 xe ô tô và 569 xe mô tô, ra quyết định xử phạt hơn 2.500 trường hợp, thu tiền nộp kho bạc hơn 2,2 tỷ đồng. Lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Quảng Bình đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, kiên quyết đấu tranh với các hành vi buôn lậu. Điển hình vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 28 tháng 9 năm 2014, nhận được tin báo về việc xe ô tô khách mang biển kiểm soát 35B00376 chạy tuyến cố định Huế - Ninh Bình đi qua địa phận tỉnh Quảng Bình. Trên xe chở một số lượng lớn thuốc lá nhập khẩu không có giấy tờ chứng minh rõ nguồn gốc. Lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Quảng Bình đã nhanh chóng tiến hành đón dừng phương tiện, tổ chức kiểm tra và xác minh nguồn tin trên. Qua kiểm tra cho thấy, trên xe có 600 bao thuốc lá nhãn hiệu SC do Hàn Quốc sản xuất, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu. Phòng Cảnh sát Giao thông đã tiến hành lập biên bản và chuyển giao tăng vật, phương tiện vi phạm cho cơ quan chức năng để tiến hành điều tra xử lý. Thưa quý vị, thưa các đồng chí, thực hiện chủ trương của Chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải từ ngày 1 tháng 4 năm 2014, các địa phương trên toàn quốc đã đồng loạt ra quân kiểm tra tải trọng xe trên các tuyến đường trọng điểm. Trong đó, đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp xe quá khổ, quá tải, tự ý cơi nới thùng xe. Tuy nhiên, thực tế sau hơn 5 tháng tăng cường kiểm soát tải trọng xe cũng đã xảy ra nhiều bất cập khiến không ít doanh nghiệp bị ảnh hưởng về hiệu quả kinh doanh. Trong đó, ảnh hưởng lớn nhất là các doanh nghiệp vận tải. Phóng sự sau sẽ phản ánh rõ hơn về những bất cập này. Có thể nói tình trạng xe chở quá khổ, quá tải từ lâu đã làm đau đầu các ngành chức năng và gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Khi đây là nguyên nhân gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, nhiều tuyến đường vì thế mà cũng bị bong nát, hư hỏng nặng. Đây là câu chuyện không mới, tuy nhiên quá trình kiểm tra, xử lý tại các địa phương còn chưa đồng bộ và thiếu thường xuyên, dẫn đến nạn xe chở quá tải lại tiếp tục tái diễn. Trước tình hình này, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã lựa chọn chủ đề của năm An toàn Giao thông 2014 là siết chặt quản lý hoạt động vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện. Điều này đã nhận được sự đồng tình của quần chúng nhân dân cũng như nhiều doanh nghiệp. Tại tỉnh Quảng Bình, từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông và thanh tra Sở Giao thông Vận tải đã tiến hành kiểm tra trên 4.700 lượt phương tiện, trong đó đã phát hiện và xử lý trên 1.800 trường hợp xe quá khổ, quá tải. Tước giấy phép lái xe 1.500 trường hợp, phạt tiền trên 3 tỷ đồng. Nếu như trước đây tỷ lệ xe quá khổ quá tải chiếm trên 30% số phương tiện lưu thông, thì nay con số này giảm xuống chỉ còn khoảng 15%. Có thể nói, sự vào cuộc một cách đồng bộ, quyết liệt của các cơ quan chức năng đã hạn chế được tình trạng xe chở quá khổ quá tải, giảm thiểu được tai nạn giao thông, cũng như bảo vệ được kết cấu hạ tầng giao thông trên các tuyến đường. Trước đây có những xe quá tải
từ 150 cho đến 200% cái tải trọng của xe, thì bây giờ xe nào cao nhất về vượt tải cũng nằm ở cái mức là 15 cho đến 20% là cao. Như vậy khẳng định rằng là cái việc kiểm soát xe quá tải đã có tác dụng rất lớn đối với cái hệ thống vận tải trên đường bộ, và thúc đẩy cho ngành đường sắt rồi đường biển là tăng cường cái năng lực vận tải để góp phần chung trong cái mạng lưới vận tải đường bộ, đường sông, đường cảng biển trên toàn quốc. Tuy nhiên, thực tế sau gần 5 tháng thực hiện kiểm soát tải trọng, các phương tiện cơ giới đã nảy sinh nhiều bất cập cần phải được tháo gỡ. Theo phản ánh của nhiều chủ doanh nghiệp, việc kiểm soát tải trọng xe từ ngày 1 tháng 4 năm 2014 đến nay, bên cạnh những mặt tích cực thì cũng không ít doanh nghiệp bị ảnh hưởng về hiệu quả kinh doanh, trong đó ảnh hưởng lớn nhất chủ yếu là các doanh nghiệp vận tải. Ví dụ như công ty trách nhiệm hữu hạn Nguyên Lời, theo trọng tải thiết kế và tải trọng cho phép trên giấy đăng kiểm, chiếc xe này có tải trọng hàng hóa là 11,9 tấn, chiều cao xếp hàng hóa là 3,3 mét. Tuy nhiên, khi chở đầy thùng hàng thì bao giờ xe cũng bị quá tải, còn để chở đủ tải thì lượng hàng chỉ còn khoảng một nửa thùng xe. Trong trường hợp này, chủ xe không hề cơi nới thành thùng xe. Khi việc xử lý quá khổ quá tải bị siết chặt, hoạt động vận tải của công ty đã bị trì trệ, khi chưa nói là thua lỗ. Theo doanh nghiệp này, chủ trương đưa ra là đúng đắn. Tuy nhiên phải có một lộ trình nhất định để doanh nghiệp thích ứng, vì đa số doanh nghiệp đã ký hợp đồng vận chuyển với đối tác, kèm theo thời gian và chi phí nhất định. Nhập nguyên bản mà lúc mà đã chở dưới thùng hoặc ngang thùng là đã quá tải rồi. Nhưng mà nếu mà chưa chứ nếu mà nhà nước và chính phủ mà quy định như vậy thì phải có thời gian mà cho phép một lộ trình. Tất nhiên là doanh nghiệp phải thực hiện theo chủ trương chính sách của nhà nước khác, nhưng mà phải thời gian cho phép một lộ trình. Chứ còn giờ chứ thì một lúc mà thực hiện thì nhờ chở mà đủ tải thì chi phí cũng đủ tiền nuôi công nhân, doanh nghiệp cũng được tồn tại được. Việc kiểm soát chặt chẽ xe quá khổ quá tải không chỉ làm ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp vận tải mà còn làm phát sinh nhiều vấn đề liên quan đến phí vận tải và số lượt vận chuyển, đặc biệt là đối với dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 1. Trong quá trình thi công của quốc lộ 1 ấy, nói chung ấy, thì hiện nay các nhà thầu ấy, thi công nói chung gặp số vướng mắc. Một ấy, là cái tiến độ nó bị chậm, là nguyên nhân là xe là gần như là bị tê liệt mất khoảng hơn một tháng do đổ trễ. Thứ hai nữa là kích thước thùng nó bị nhỏ đi. Đấy, từ đấy là nâng lên cái giá thành vận chuyển ấy là bắt đầu nó có được khác. Trong đó cái sự điều chỉnh về giá cả, đấy, về vận chuyển vật liệu ấy là của các cơ quan quản lý nhà nước ấy thì nó chưa kịp thời. Đấy, cái đấy, hai cái đấy là gây khó khăn cho doanh nghiệp đơn vị thi công. Trước đây nước ta chưa quy định chặt chẽ về kích thước thùng xe. Tuy nhiên từ năm 2012, Bộ Giao thông Vận tải đã có thông tư số 32 quy định về kích thước giới hạn thùng chở hàng ô tô tải tự đổ, rơ móc và sơ mi rơ móc tải tự đổ, ô tô xi téc, rơ móc và sơ mi rơ móc xi téc tham gia giao thông đường bộ. Hiện tại, Cục Đăng kiểm Việt Nam đang xây dựng dự thảo sửa đổi thông tư số 32, trong đó đề ra lộ trình chuyển thùng xe có kích thước lớn được nhập lắp ráp trước ngày 1 tháng 10 năm 2012 về bằng với kích thước xe sản xuất lắp ráp sau ngày 1 tháng 10 năm 2012. Đồng thời, đang đề xuất Bộ Giao thông Vận tải tạm dừng cho phép nhập khẩu một số mẫu xe không hợp lý giữa kết cấu thùng và tổng thể xe, nhằm hạn chế tình trạng chủ xe sau khi mua xe tự ý cơi thùng lên cao như hiện nay. Liên quan đến những quy định xử phạt theo Nghị định số 171/2013 của Chính phủ, một số doanh nghiệp là đề xuất nới lỏng quy định xử phạt nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động. Hiện nay thì chủ trương của Bộ Giao thông Vận tải cũng như các cơ quan ban ngành của tỉnh chức năng là xử lý nghiêm những cái xe quá tải. Nhưng theo tôi, cái việc là xe quá tải nó có nhiều loại xe. Đây, trong trường hợp những cái xe quá tải do cái cơi nới thùng bệ nó quá lớn, và những cái xe nó vượt quá cái thùng tiêu chuẩn theo quy định của thông tư 32 của Bộ Giao thông Vận tải thì đề nghị là xử lý nghiêm. Còn những cái xe nhập khẩu từ Nhật Bản, từ Hàn Quốc với cái thùng tiêu chuẩn phù hợp với thông tư 32 của Bộ Giao thông Vận tải
thì là quá trình chuyên chở vận tải thì có thể khi cân có thể vượt quá tải, nhưng cái quá tải này không phải là những cái đối tượng phương tiện vận tải để phá đường giao thông. Thì do vậy chúng tôi đề nghị là các cơ quan chức năng xem xét xử lý, không đánh đồng những cái xe thùng bề phù hợp với thông tư 32 và những xe hộ vô của Trung Quốc với cái dung tích thùng gấp 3 lần của những cái xe tiêu chuẩn theo thông tư 32. Cũng sau một thời gian triển khai kiểm soát tải trọng xe đã bộc lộ những bất cập liên quan đến vấn đề đăng kiểm phương tiện. Trước đây, các phương tiện thiết bị vận tải trong nước chủ yếu là nhập khẩu, nhưng trên giấy đăng ký dù ghi tải trọng thiết kế của nhà sản xuất, nhưng khi đăng kiểm, tải trọng tham gia giao thông của các phương tiện xe cơ giới hầu hết lại giảm xuống. Điều này đã gây rất nhiều xáo trộn và khó khăn cho các doanh nghiệp. Khi chúng tôi đi trên đường thì hai lực lượng xử lý theo hai cái quan điểm khác nhau. Bên công an thì xử lý theo cái trọng tải của nhà thiết kế của nhà sản xuất. Còn bên thanh tra của giao thông thì lại xử lý theo cái trọng tải của cho phép của các cái trung tâm đăng kiểm. Nên đơn vị sẽ không biết chấp hành theo kiểu nào. Nếu mà chở quá tải, ít tải quá 16 tấn thì lại không đủ bù cái giá thành, mà chở 20 tấn theo đúng thiết kế thì lại bị phạt. Đó là cái bất cập rất lớn mà chúng tôi kiến nghị là đề nghị các cơ quan chức năng để ngồi lại và thảo gỡ cho doanh nghiệp. Cái việc mà đăng ký và đăng kiểm là hai cái nội dung khác nhau và hai cái lĩnh vực hoàn toàn khác nhau. Việc đăng ký xe là đăng ký và chấp nhận theo cái thiết kế của nhà sản xuất đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. Còn trong việc đăng kiểm thì lại liên quan đến cái vấn đề tải trọng cầu đường của hệ thống cầu đường Việt Nam hiện nay. Do đó là có những trường hợp là xe đăng ký là một cái trọng lượng khác, nhưng khi về đăng kiểm lại là một trọng lượng nhỏ hơn và luôn luôn là nhỏ hơn và không được vượt cái tải trọng thiết kế của nhà sản xuất. Trước những vướng mắc liên quan đến việc xử lý xe quá khổ quá tải mà doanh nghiệp phản ánh, Phòng Cảnh sát Giao thông đã tham mưu cho Công an tỉnh Quảng Bình tổ chức hội nghị họp bàn và đối thoại với doanh nghiệp vận tải về các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Tại hội nghị, các doanh nghiệp đã trình bày một số bất cập nảy sinh trong quá trình kiểm soát tải trọng phương tiện, đồng thời đưa ra những đề xuất nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động. Đại diện các ngành chức năng tỉnh Quảng Bình đã giải đáp những thắc mắc của các doanh nghiệp, đồng thời tổng hợp các ý kiến mà doanh nghiệp phản ánh để xem xét và có biện pháp tháo gỡ, đảm bảo tính công bằng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vận tải phát triển. Các doanh nghiệp và chủ phương tiện cũng đã ký cam kết thực hiện các quy định về tải trọng xe ô tô khi tham gia giao thông trên đường bộ. Thưa quý vị và các đồng chí, mục phổ biến quy định của pháp luật về an toàn giao thông kỳ này, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các đồng chí mức xử phạt đối với một số hành vi thường gặp khi tham gia giao thông đối với xe tải khi tham gia giao thông đường bộ. Một số hành vi xử phạt đối với người điều khiển ô tô tải, máy kéo và các loại xe tương tự ô tô vận chuyển hàng hóa vi phạm quy định về vận tải đường bộ. Phạt tiền 900.000 đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe một tháng đối với một trong những hành vi vi phạm. Người điều khiển xe ô tô tải chở hàng vượt trọng tải thiết kế được ghi trong giấy đăng ký xe hoặc giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường từ 10% đến 40% đối với xe có trọng tải dưới 5 tấn và từ 5% đến 30% đối với xe có trọng tải từ 5 tấn trở lên, kể cả rơ móc và sơ mi rơ móc. Người điều khiển xe ô tô xếp hàng vượt phía trước, phía sau thùng xe trên 10% chiều dài xe. Người điều khiển xe ô tô tải chở người trên thùng xe trái quy định. Người điều khiển xe ô tô tự ý thay đổi kích thước thành thùng xe. Phạt tiền 2.500.000 đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 tháng đối với hành vi người điều khiển xe ô tô tải chở hàng vượt quá chiều cao xếp hàng cho phép đối với xe ô tô tải thùng hở không mui. Phạt tiền 4.000.000 đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 tháng đối với hành vi người điều khiển xe ô tô tải chở hàng vượt trọng tải thiết kế được ghi trong giấy đăng ký xe hoặc giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trên 40% đến 60% đối với xe có trọng tải dưới 5 tấn
và trên 30% đến 50% đối với xe có trọng tải từ 5 tấn trở lên, kể cả sơ mi rơ móc và rơ móc. Phạt tiền 6 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 tháng đối với hành vi người điều khiển xe ô tô tải chở hàng vượt trọng tải thiết kế được ghi trong giấy đăng ký xe hoặc giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trên 60% đối với xe có trọng tải dưới 5 tấn và trên 50% đối với xe có trọng tải từ 5 tấn trở lên, kể cả rơ móc và sơ mi rơ móc. Chuyên mục an toàn giao thông kỳ này đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và cả đồng chí. Xin chào và hẹn gặp lại.